Trên đầu bạn ấy cũng có này. Đấy, các em nhìn thấy không? Trên đầu cũng có luôn. Và thậm chí cả sau tai này các em này. Đấy, chúng mình sẽ phải bôi hết nhé. Trong mụn này nó sẽ để lại sẹo rất nhiều luôn các em ạ. Chị sẽ cố gắng nhất có thể để cho bạn sushi của chúng ta sau này sẽ không bị có sẹo, đúng không? Chị ơi, đây đấy. Đấy, ở trên tay bạn Su này rất nhiều các em ạ. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bôi cho bạn Su nhé. Em ơi, những cái này của em cũng đau đúng không?
khó chịu một chút thôi đúng không? Đúng rồi các em ơi, xua giúp các bạn xem nào. Đấy các bạn ơi, đây là những nốt thủy đậu của bạn Su đấy các em. Như này chúng mình phải chịu khó bôi thuốc này, uống thuốc này, nếu không á thì các em ơi, một bạn gái xinh như thế này á sẽ trở nên rất xấu như thế này. Nếu nhẹ các bạn này, nếu như bạn ấy mà không chịu khó bôi thuốc, bạn ấy trở thành một con áo ủng gì đi không luôn các em. Đấy, bạn Su Su của chúng ta rất là vui tính đúng không? Siêu nhân của chúng ta cũng là vui tính luôn. Đến đây phòng khám của chị đâu bạn ấy luôn làm cho chị cười đấy. Bạn ấy rất là vui tính đúng không? Bạn ấy rất là dễ thương. Bây giờ chúng mình cùng nhau bôi thuốc nhá. Nếu mà chúng ta không bôi thuốc nhá thì sẽ để lại sẹo đấy. Lúc đấy bạn Su Su của chúng ta xinh gái như thế này. Đấy, đúng không? Chị ơi. Đấy. Chị, nhưng mà chị về chị có hay đeo những em vật như này không? Có em. Em ơi bây giờ nhá, chị sẽ dùng cái lọ thuốc này xanh tiên em này. Đây và chị sẽ bôi vào các vết thương vết mụn được của bạn Su như các em nhìn nhá. Đấy em phải cẩn thận đấy, bây giờ đang đến mùa rồi nên là nó có rất nhiều dịch bệnh luôn, nhất là thủy đậu này, sốt huyết này, vì vậy mà các em phải cẩn thận nhá, đi học các em phải rất là cẩn thận luôn bạn Su nhá. Đấy bạn Su của chúng ta không hề sợ đau các em ạ. Còn thì sao, bạn ấy mà không bôi bạn ấy sẽ không được sinh nữa đâu em. Đấy, và trên đầu cũng có các em ạ. Nếu các em bị các em phải bảo ba mẹ để ý nhá. Trên đầu cũng xuất hiện rất là nhiều luôn. Mà cái này nếu mà chúng ta không trị thì nó sẽ để lại sẹo, sau này sẽ không sinh nữa đâu đúng không? Ở đầu thì có không sao. Nhưng mà Su ơi, thế này em phải nghỉ học đúng không em? À, em phải học mấy con rồi. Nhưng mà em nhớ mẹ. À. Vậy, nhưng mà em đi học, nhưng mà em đi như là em có mặt đi một mình à. Rồi em mà đi học như thế này ấy, em lô ấy, mồ hôi sẽ ra ấy. Thì lúc đấy em sẽ cảm thấy rất là khó chịu đúng em không? Em nhớ bố mẹ lắm. À thế ạ? Em đã còn nhớ các bạn hơn của bố mẹ. Rồi, đúng rồi. Bây giờ chị sẽ bôi cả những cái phần bên này cho các em ơi, các nhìn này. Trên đầu bạn ấy cũng có này. Đấy, các em nhìn thấy không? Trên đầu cũng có luôn. Và thậm chí cả sau tai này các em này. Đấy, chúng mình sẽ phải bôi hết nhé. Những chiếc mụn này nó sẽ để lại sẹo rất nhiều luôn em ạ. Chị sẽ cố gắng nhất có thể để cho bạn Susie của chúng ta sau này sẽ không bị có sẹo đúng không? Chị ơi, mẹ đây này. Đấy, ở trên tay bạn Su này rất nhiều các em ạ. Bạn Su Si của chúng ta sẽ tìm những cái vết đấy cho chị nhé. Đây có không? Đây này các em này. Đây bạn Su Si còn một cái này ở tay. Các em ơi, những cái mụn đây này, những cái này là nó chưa khỏi hẳn đấy các em. Nó còn nguyên là những cái mụn nước và những nước này á. Nếu mình không trị nó đi đến đâu nó sẽ mọc mụn lên đến đấy đấy các em. Chị ơi. Thôi. Em được cái kim em chọc vào. À đấy ạ. Đúng rồi, bạn Su Si của chúng ta rất giỏi các em ạ. Các em nhìn này. Đây một cánh tay luôn. Được có phải không? Đấy. Nhưng mà bạn Su Si rất là chăm chỉ. Bạn ấy còn tắm góc lạnh lá là đúng không? Đúng ạ. Đấy nên là của bạn ấy sẽ rất nhanh khỏi và sẽ không bao giờ để lấy sẹo đâu. Tay em ơi, cả ở chân cũng có này các em. Đấy. Các em nhìn thấy không? Rất nhiều. Tay em ơi, đây này ở chân này có rất nhiều này. Đấy, chị sẽ chấm vào cái chỗ này cho bạn Su nhé. Đấy, sao biết được cái gì ra? Đấy là cái xét nghiệm của chị đấy. Cái soi mắt của chúng ta sau này có thích làm bác sĩ giống chị không? Có. Đây là soi mắt à? Đây đây không phải soi mắt đâu, cái đấy là cái xét nghiệm máu đấy. Xét nghiệm máu. Nếu mà có máu chơi như đây. Và rút cái này nha. Được. Bạn Su ơi, bạn quay lưng đây nào. Em ở sau lưng cũng có rất là nhiều luôn các em nhá. Bạn Su của chúng ta rất là dũng cảm đấy. Có những bạn nhỏ nhá đến chỗ phòng khám của chị ạ. Khi mà chị bôi thuốc này các bạn ấy kêu rất là nhiều luôn. Nhưng bạn Su Si thì chúng ta rất giỏi các em ạ. Bạn ấy không hề kêu luôn. Bạn ấy để nguyên cho chị chấm thuốc luôn. Và bạn ấy còn đang muốn chị chấm cho thật nhiều à. Để sau này bạn ấy không bị sẹo đấy các em. Đấy các em nhìn thấy không? Chị đang giúp bạn Su đấy các em. Nếu mà các em bị như thế này các em cũng đừng khóc nhá. Để cho ba mẹ chấm cho các em thì các em sẽ nhanh khỏi hơn đúng không Su? Chấm thì á, nếu mà chấm đừng khóc thì bố mẹ sẽ không bị nghe. Và nếu mà khóc thì bố mẹ sẽ bị nghe là khóc nhưng mà sẽ thành xấu đấy. Đúng rồi đấy các em nhá. Các em nghe lời của bạn Su đấy. Bạn Su của chúng ta rất có kinh nghiệm trong vấn đề này. Bởi vì bạn ấy biết rằng là khi mà cái này sẽ không tốt cho sức khỏe, chúng mình phải để nguyên để ba mẹ xử lý cho các vết thương này nó sẽ nhanh khỏi đúng không em? Ở nhà bố mẹ hay xử lý cho em, nhưng mà bố mẹ nha, bố mẹ em á, hay cho em chỉ cắn cho em những một viên lá. À thế à, nên là cũng nhanh khỏi hơn đúng không? Thế các em nhìn thấy các vết của bạn Su sắp khỏi hết rồi đấy các em. Rồi, Su ơi Su,
xong rồi đấy, em quay ra đằng này cho chị nào và cho các bạn nhỏ xem nào, là vết của em đã được chị làm sạch chưa? Đã sạch rồi. Đấy các em ơi, các em nhìn mặt của Chu này, bây giờ Chu đã xinh chưa? Đấy, mặt sau của chúng ta bây giờ rất là dễ thương nhá. Bây giờ chị vừa xong rồi nhá, bây giờ chị sẽ khám lại một lần cho bạn Chu nhá, xem tình hình sức khỏe của bạn ấy như thế nào nhá. Đấy, sức khỏe của Chu khá là tốt rồi đấy, sau khi được uống thuốc bổ này và được tiêm này, bây giờ sức khỏe của bạn Chu của chúng ta tốt hơn rồi đúng không? Em thử cặp lại nhiệt độ nhé, xem nào đã hạ sốt chưa nào. Để nhiên lúc nào chị rút ra thì Chu hạ sốt nhất, em cũng rút ra nhất, rất là nguy hiểm. À, bạn Chu của chúng ta rất dễ thương luôn, cố nào. À, bạn Chu của chúng ta rất là dễ thương em ạ. À, rồi em tập cẩn thận đấy, không rơi đấy nhá em nhá. Rồi chị kiểm tra nào, không biết độ. À các em ơi, chị của chúng ta đã hạ sốt rồi này, bây giờ bạn ấy đang là 37 độ đấy các em, một nhiệt độ rất là bình thường đúng không? Sau khi được chị tiêm vào trong thuốc bổ, sức khỏe của bạn ấy đã tốt hơn rồi đấy. Đây các em, đây em nhìn thấy được không, đây là số 37 đúng không? Đúng rồi, vậy là các em ơi, mùa này rất là nhiều chứng, các em phải cẩn thận nhé các em nhé, không bị giống mặt Chu lại bị thủy đậu đấy, chúng ta sẽ không được đi ra ngoài.